screaming. Smile to heaven, come to life. Keep on pushing side. Move your body now, start to the breath. And feel the place up, raise your hands up. It's time to lift your wings. To build with a glamorous face. Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Gat đây. Như các bạn thấy thì mình có qua làng bờ bên kia để mua một con bò với lại một cái rìu. Còn với con bò, các bạn thấy thì con bò này rất là hiếm, đôi khi không có thấy được cái đảo có nấm của nó đâu. Mình mua con bò này trị giá là 2 cục kim cương và một cái rìu trị giá là 2 cục sắt nha các bạn. Kiểu nó dễ dễ một tí á. Còn con bò thì nói chung là khá hiếm rồi nên là ổng bán rất là mắc luôn. Kiểu nào về mình cũng chưng nó thôi. Đi, đi lẻ mày. Thì mình mua cái rìu chủ yếu là về mình đốn củi các kiểu thôi chứ. Chứ nhà mình sắt thì mình cũng đang thiếu một cục nên là kiểu nào qua đó cũng bạc có người bán thôi. Ok, sẵn mình sẽ đốn một ít gỗ về luôn. Ở đây ở trong mình thì hoa rất là nhiều nha, hoa các loại hoa các kiểu luôn. Để nào, lẹ đi. Kiểu con này nó đi chậm quá các bạn. Mình lôi mình sợ đứt dây quá, nó mình lạc mắt nó cũng không biết đâu. Ok, tới nhà rồi. Nên mình sẽ tổ chức gọi là ăn uống một tí. Mừng một thành viên mới, đó là con bò khùng. Không chịu chứ. Cái gì vậy? Ơi cái gì trước nhà mình vậy? Sao heo bay, ngươi đứng đó mày? Từ từ, bình tĩnh. Mình sẽ cột con bò tạm bên đây đi. Đây, ngồi yên đây nha. Ui sao nhà ngươi không canh chừng để cái gì nó rơi vào vậy? Ôi các bạn gì nè. Dùng ngọc Ender ném xuống. Ôi. Kiểu như là một cái gọi là cái chỗ chịu hồi cái cổng đi vào rồng rồi các bạn. Ui sao nó lại có ở đây ta? Ui ghê vai. Nó kêu là mình phải ném ngọc Ender vào, mình làm cái ngọc Ender để ném. Nhưng mà ném mau bây lỡ nó sẽ nổ hết khu vực ở đây sao? Ui. Hay là ném vào nó cho kho báu. Có thể là ném vào nó cho kho báu thì sao? Mình sẽ thử coi. Nếu mà mình là ghê này chắc mình chết luôn quá. Ok, bây giờ mình sẽ vào nhà cái đã. Ok, cắt ít gỗ cái đã. Bây giờ mình sẽ hỏi Hero Bay thử có chuyện gì xảy ra. Tên này canh nhà mà lạ thế. Ô thì ra là mình vừa về thì cái này nó vừa rơi xuống nữa các bạn. Kiểu như nó như một thiên thạch vậy. Ôi. Kiểu gì rơi xuống nó cũng chết, mình cũng chết thôi. Ghê vãi, kiểu như như một cái thứ gì đó trong địa ngục nó mới rơi xuống vậy. Ớn vãi. Oh no, thôi rồi. Chắc mình phải vào nhà thôi. Ok, bây giờ mình ngủ một giấc tới tối mình sẽ đi kiếm Ender để giết kiếm ngọc Ender để quăng xuống thử, mà lỡ nó rơi ra kho báu sao ai biết được. Mình cũng muốn lấy kho báu lắm. Ok, trời tối rồi các bạn, bây giờ mình sẽ ra ngoài để tìm Enderman nha, để mình nhìn xung quanh thử coi thử có con Enderman nào không. Ui mình đã nhìn vào nó rồi. Ok thì kệ luôn đi, mình đã dụ nó rồi, mình sẽ mặc cái giáp vào đã. Giờ con này tấn công nó, mình sẽ đỡ đau một tí. Ok, cầm cái kiếm lên. Cái rìu thì mình sẽ cắt trong rương đi. Không cần thì mình sẽ cắt trong gương. Oh my god, nó đây rồi. Chạy. Còn mong là nó sẽ rơi ra ngọc Ender. May quá nó rơi ra rồi các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cắt hết mọi thứ vào đó. Còn mong mình sẽ lấy được kho báu ở địa ngục. Mình mong đó là mọi thứ ở địa ngục luôn, như là quay lửa các kiểu luôn. Ve lửa đầu khô héo, mình sẽ không cần đi xuống đó để giết bọn nó mà cũng có mấy cái đó. Ok, cắt cái khiên luôn ra. Mình chả dùng cái khiên một xíu nào luôn á. Kiểu dụ enemy nó vào nhà là mình giết được nó luôn. Bây giờ mình sẽ quăng cái ngọc này xuống. Bọn zombie đông vãi. Lẹ nào. Ui sao bọn này xuất hiện nhiều thế. Ui mình quăng rồi. Vào nhà ngủ thôi. Ui cái đầu mình. Hết hồn, chỉ là một giấc mộng thôi. Ok, mình xuống coi thử nó ra sao thôi. Mấy người chạy nên mỏi lắm.
Nani? Ui, cái gì vậy? Bình tĩnh thôi. Ui, Hero Bay, sao ngươi để con này? Hero Bay, what? Con bò của mình. Ui, Hero Bay bị đánh gục rồi. No, kiếm. Ui, sao lại cho? Có cái vật này vào vậy? Cầm xe dùng giáp à, với kiếm. Ok, khi mình đâu rồi, đây. Ui, sao hắn ta để con này vào? Ui, nó có biết dịch chuyển kìa các bạn. Ui, kiểu như Enderman kiểu mới rồi. Ui, sao mình không thấy được chân dung của nó ta? Kiểu con này nó bị rò rỉ ra sao á? Oh my god, Hero Bay cũng bị thua luôn thôi chứ. Mình sao mình đánh lại tên này? Để mình ra ngoài xem. Ui, nó kìa. Ui. No. Anh ơi, từ thôi. Cái chuyện gì cũng có đó mà chúng ta hãy thương lượng đi chứ. Ôi, nó biến mất rồi. Ôi, làm hết cả hồn. Hero Bay, sao ngươi để con đó nó vào vậy? Ngươi cũng đánh không lại nó luôn à? Ui, Hero Bay. Nhưng con bò trị giá 2 viên kim cương của ta nó ăn luôn rồi. Trời ơi, ui, con này nó còn ăn được khối cỏ luôn các bạn. Ui ghê vãi. Ui, cái chỗ biến nó mất rồi. Ui, thôi rồi, mình làm sao đây? Mình lỡ nó quay lại nó tấn công thì sao? Ôi, mình phải tìm cách nào đó để ngăn con đó lại. Ui, vào nhà cái đây. Ui, ok, mình sẽ chờ thử. Nếu mà trưa nay nó tới thì mình còn xây sở mình đỡ kịp. Ui, cái gì vậy? Ui, nó lại xuất hiện rồi các bạn. Nó vừa xuất hiện, nó vừa gây ra vụ nổ luôn các bạn. Mình không quay kịp cho các bạn xem. Oh my god. No, để xem thử. Ui, đây này các bạn. Ui. Thôi rồi. Đó, có một Ender nữa kìa. Ok mày. Ui, nó đâu rồi? Ui, mình đói rồi. Con này nó kiểu nó dịch chuyển kìa vậy. Ok, nó dịch chuyển tới kia kìa. Mày, chết ra tao. Ui, nó vừa tới con heo, nó định ăn con heo kìa các bạn. Ui, kiểu con này nó bị chết đói hay sao á? Nó vừa nổ mình, nó vừa chết luôn các bạn, nhưng mà nó vẫn hồi sinh lại. Con này kiểu nó bắt tử hay sao á? Ui, nó vừa giết mình nè. Ghê vãi, mình tới đánh nó nổ một phát luôn. Ui, con này sao mình đánh lại nó đây? Ui, mình cầm lộn rồi. Hero Bay ơi, ngươi có cách nào để tiêu diệt cái con đó không? Nếu nó gọi là kiểu nào nó cũng nổ cái khu vực này thôi. Hero Bay. Ok, Hero Bay bảo mình làm một cái khu vực nào đó để kiểu phong ấn nó lại thôi các bạn. Chứ bây giờ không thể giết được cái con này rồi. Hero Bay cũng bó tay luôn, chỉ còn cách là phong ấn nó thôi. Ok, bây giờ mình sẽ gọi là lấy xẻng đào một hố khoảng rộng một xíu. Ok, bây giờ thì gọi là đào một cái hố kiểu hơi to thôi, kiểu nhốt được cái con đó là được. Phong ấn à, mình chưa bao giờ nghe cái câu phong ấn của Hero Bay đâu. Hôm nay hắn ta mới dùng kiểu thôi, nó hơi cấu một xíu thôi các bạn. Nhưng mà ở đâu nó ra vậy? Chả hiểu luôn. Đến Hero Bay cũng bó tay, mình cũng bó tay luôn. Em về đào tạm cái hố hơi sâu 3 mét đi. Lộn, 3 block chứ. Ok, còn mong là mình sẽ diệt được cái con đó để bảo vệ khu vực của mình ở. Ơi, sao lại nó vào đúng cái khu vực của mình chứ? Ok, bây giờ được rồi. Kiểu dụ cái con đó lại tới lại thôi các bạn. Cỡ nào tối nó cũng tới thôi. Nhưng mà tối kiểu quái vật nào nó cũng ra mà. Thôi, tối thì không được rồi chắc à. Mình kiếm thức ăn để dụ nó tới thôi. À đúng rồi, mình sẽ bắt mấy con bò con bò con heo thì cũng được tới đây. Mình sẽ gọi là hái một cái cà rốt đâu, đây. Gà thì cũng hai, mình không có bắt đâu. Ok, bây giờ mình sẽ dụ mấy con heo tới.
Ok, ngon ngon nào, tao sẽ cho tụi mày thức ăn. Tới đây, tới đây. Một em, đấy. Cứ từng người vào thôi. Xuống đi. Xuống đi, đúng rồi. Một, hai, ba. Ăn vô đẻ đi con. Ăn sẽ chết. Ok. Cho tụi mày cái trứng này. Ui. Ôi trời, cũng sắp tối rồi các bạn. No. Thôi, để mai mình cũng dụ cũng được, chứ tối dụ cỡ nào quái vật nó cũng gọi là bu lại, nó cũng tấn công mình thôi. Ok, để tối để mai các bạn, mai sáng nha. Heo ba, ngươi tranh thủ làm đi. Ok, ta phóng ăn đây. Ồ, ba la si bù, ồ, dê hông, ông già mẹ em, ồ, dê. Hãy phóng ăn con khùng này đi. À, được rồi các bạn ơi, kiểu nào mày không thoát được đâu, cái con khùng. Ok, bây giờ nó mất hết sức mạnh rồi, nó chỉ là một người bình thường thôi. Heo ba này nhìn gì cũng ghê gớm đó các bạn. Oh my god. Rồi, bây giờ làm cách nào nữa vậy? Ồ, thì ra là nó là một cái gọi là rò rỉ các bạn, nó chỉ cần nước thôi là nó sẽ bị tắt, kiểu như Enderman vậy. Ồ, thì ra là vậy. Bây giờ mình thắng Hero 3 bảo mình sẽ dẫn kiểu dẫn nguồn nước vào. Ok, bây giờ nguồn nước vào đây kiểu dẫn qua kiểu nào trời. Mình phải cần cái xô thôi. Mình sẽ đào tạo một cái gọi là cái ống dẫn vào đi. Đây, cho nó khỏi chui ra được. Đây, đây là một cái ống dẫn vào, bây giờ mình sẽ kiếm nước đổ vào thôi. Kiểu nào dắt nước qua đây thôi. Trời, khó vậy, làm khó vậy. Ôi trời ơi, làm gì mình hết sắt rồi, làm gì có cái còn cái xô nào để mình kiểu múc nước ra đây. Ơi kiểu nào cách nào cũng không có dẫn được nguồn nước qua đâu các bạn, mình đã đào thử rồi. Đây mình sẽ cho các bạn thấy kiểu nước nó mới cứ chạy tới đây là nó ngừng thôi, nó không có dẫn qua được nữa đâu. Ông trời là ông trời. Ô mưa rồi, mưa rồi, yay yay, mưa rồi. Nước, ta sợ nước nó. Ôi, nó chết rồi các bạn, thằng này nó bị nổ, nó chết thiệt rồi. Ôi, thì ra nó chỉ sợ mưa các bạn. À, sợ nước thôi, mình nhầm. Oh my god. Ngươi biết cách khống chế, tại sao ngươi không khống chế nó. Ê. Thôi thì kệ, tao không an tâm đâu. Dù sao thì cũng tiêu diệt được nó rồi. Giờ mình phải gọi là chờ hết mưa để lắp lại mấy cái thứ khốn nạn này. Nó phá biết cái sàn của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video diệt con quái vật mạnh hơn Hero Bay của mình. Ok, nếu các bạn thích thì đừng quên like và chia sẻ video này của mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh nữa nha. Bye bye. Oh, bye.